Khánh mến chúc khán giả của Giải trí 24 giờ có một ngày Tết Trung thu thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhân dịp này, nhiều nghệ sĩ, người đẹp trong showbiz Việt đã cùng mang một mùa Trung thu ý nghĩa đến những hoàn cảnh khó khăn. Có thể kể đến như bộ tứ Katy Nguyễn nè, Trang Hí, Trịnh Thảo và Soho đã mang ngày hội trăng rằm ấm áp đến các em có hoàn cảnh khó khăn tại cô nhi viện Hoa Mai tỉnh Đồng Nai, hay là Á hậu Thúy An, người đẹp nhân ái Ngọc Thoa cùng với các thí sinh Miss World Việt Nam cũng vừa tổ chức các hoạt động ý nghĩa mang Trung thu yêu thương đến với hàng trăm trẻ em mồ côi khuyết tật. Nói tiếp, mời các bạn cùng đến với không khí Trung thu rộn ràng mà Giải trí 24 giờ vừa cập nhật nha. Đã trở thành một điểm hẹn văn hóa vào buổi dịp Tết Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học quận 5 thành phố Hồ Chí Minh lại tấp nập nhộn nhịp người đến vui chơi và chụp ảnh. Năm nay có thêm những mẫu lồng đèn mini bắt mắt và trong nhiều loại lồng đèn được bày bán thì lồng đèn giấy kiến truyền thống vẫn được ưa chuộng hơn cả. Không đơn thuần là nơi bày bán các loại lồng đèn mừng Tết Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn là nơi gắn kết tình cảm bạn bè, gia đình, mang tới những phút giây đoàn viên đầy ấm áp. Thông qua chương trình gắn kết yêu thương, đông đảo văn nghệ sĩ và các mạnh thường quân đã cùng mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em kém may mắn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ cùng tham gia các trò chơi dân gian, trang trí mâm cỗ, các nghệ sĩ còn mang đến cho các em nhỏ những lời ca tiếng hát nhân dịp Tết Trung thu. Gắn kết yêu thương là một hoạt động xã hội tình nguyện do Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong suốt 5 năm qua, nhằm chăm lo cho những bệnh nhân nghèo, học sinh khó khăn và trẻ em mồ côi khuyết tật trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Biết không, sau thành công của mùa 1, ca sĩ Ái Phương đã tiếp tục mang The Ái Phương Show trở lại đầy bất ngờ. Như một làn gió tươi mát, ngay từ sản phẩm đầu tiên của mùa 2, nữ ca sĩ đã khiến cho các fan của bộ phim Tam Sinh Tam Thế phải đứng ngồi không yên khi mời ca sĩ Bùi Anh Tuấn cùng song ca bản nhạc phim đình đám, lạnh lẽo với phiên bản tiếng Việt do chính Ái Phương viết lời đó các bạn. Trở lại mùa 2 này thì dự án sẽ có 5 tập với 5 ca khúc được phát hành trực tuyến audio lẫn video trên nền tảng trang nghe nhạc trực tuyến Nhạc Của Tôi đó các bạn. Các bạn hãy cùng theo dõi nha. Hoa như sương nhà rơi, màn đêm như đang dần trôi. Có ai đang trôi từ xa, là em như hương mùa thu trong chiều qua. Ngoài việc cover bằng lời Việt, Ái Phương còn sử dụng bản phối mới của nghệ sĩ piano Vũ Đặng Quốc Việt kết hợp cùng giọng hát cao sáng đặc trưng của Bùi Anh Tuấn đã khiến cho ca khúc nhạc phim lạnh lẽo mang một màu sắc mới, không hề thua kém phiên bản gốc. Ái Phương chọn thực hiện ca khúc này trong tập đầu tiên của mùa 2 cũng nhằm đáp lại tình cảm, sự mong đợi của khán giả đã dành cho dự án của cô sau mùa đầu tiên. The Ái Phương Show là dự án viết lại lời Việt cho những ca khúc nhạc Hoa nổi tiếng đã và đang được khán giả yêu thích. Qua đó phần nào khắc họa rõ màu sắc âm nhạc cũng như giọng hát của Ái Phương trong lòng khán giả. Tay chẳng thể nào buông, đào hoa rơi trong lạnh lẽo, dẫu trong miên man một cõi, dù đau nhưng không sâu không vẫn vương điều chi. Nữ diễn viên Thái Lan Esther Suprilila vừa có buổi giao lưu với các nghệ sĩ và khán giả Việt Nam trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh Thách Yêu 2 năm do cô đóng vai chính. Đây cũng là lần đầu tiên Esther Suprilila đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Nữ diễn viên chia sẻ vai diễn có nhiều điểm tương đồng với tính cách ngoài đời của cô. Bộ phim Thách Yêu 2 năm xoay quanh cuộc chiến bảo vệ quan điểm tình yêu của Tan, một chàng trai thực tế, và Shit, một cô gái mộng mơ luôn tin vào tình yêu đích thực. Phim khởi chiếu từ ngày 13 tháng 9. Nhật Khánh gợi ý đến các bạn một số sự kiện hấp dẫn sắp diễn ra nha. Ngày mai 14 tháng 9, chương trình Salon âm nhạc với chủ đề Enjoy and Amour kết hợp trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Bửu Chỉ sẽ diễn ra lúc 18:30 tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đến 20:00 cùng ngày là đêm nhạc dành cho các fan yêu nhạc rock mang tên Now Your Enemy World Tour của ban nhạc rock Slot Machine tại Seoul Live Project, quận 3. Diễn ra cùng lúc là chương trình múa đương đại Rise of Spring, mùa xuân thiêng liêng tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở Hà Nội, triển lãm Hà Nội từ góc nhìn sân mài sẽ khai mạc lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 9 tại số 15B Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm. Hứa hẹn là điểm hẹn thú vị cho công chúng yêu nghệ thuật. Cả nhà quan tâm thì lựa chọn thưởng thức nha.
11 không gian hội họa đầy sắc màu vừa được 22 họa sĩ mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua triển lãm với tên gọi là Feel. Cuộc gặp gỡ lần đầu của 22 họa sĩ từ hai miền Nam Bắc là những phút giây thăng hoa trong cảm xúc khi những cá tính khác biệt gặp nhau nhưng có sự đồng điệu trong sáng tạo nghệ thuật. Các họa sĩ chọn Feel trên nhiều chất liệu khác nhau mang đến những đường nét và hình khối sống động thông qua 200 tác phẩm hội họa. Triển lãm diễn ra đến ngày 19 tháng 9 tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thiết kế Phương Hồ, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một nhà thiết kế chuyên thiết kế áo dài dành cho trẻ em với những bộ sưu tập được đầu tư chỉnh chu, đầy tâm huyết, từng gây ấn tượng tại các show thời trang uy tín. Đặc biệt, nhiều tài năng giấy đã chọn trang phục của nhà thiết kế Phương Hồ khi tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế và đã đạt được giải quốc phục đẹp nhất. Và đây cũng là nguồn động viên to lớn cho Phương Hồ bước tiếp niềm đam mê của mình. Mới đây nhất, chị vừa dồn rất nhiều tâm sức để thực hiện show thời trang mang tên Pink Journey với phong cách thời trang năng động, cá tính dành cho các em nhỏ ở ba miền đó các bạn. Tôi không phải được đào tạo chính quy về thiết kế thời trang. Tôi bắt nguồn từ cái tình yêu đối với con gái mình và tình yêu đối với làm thời trang. Và mình phải nghiên cứu tìm tòi, thật sự là mình tìm rất nhiều và mình phải trải nghiệm rất nhiều. Và mình phải học từ những cái thiết kế của các nhà thiết kế lớn nổi tiếng, mình tìm hiểu và mình quan sát về cái các bạn nhỏ họ chọn trang phục, cha mẹ sẽ chọn trang phục như thế nào. Sau đó thì sản phẩm Phương Ly đã ra đời và được rất nhiều các bạn nhỏ yêu mến, và cho đến nay là càng ngày càng khẳng định cái thương hiệu Phương Ly với những hình ảnh, những chiếc áo dài truyền thống. Với trẻ em thì nó không khó về cái form dáng như người lớn. Tuy nhiên ở trẻ em thì lại khó ở chỗ là phải chất liệu phải thực sự là thoải mái, và cái kiểu dáng thì làm sao cho con nó năng động, tại vì thường biết là chiếc áo dài mặc nó cũng sẽ nó hơi vướng víu hơn so với những cái trang phục khác. Và thứ hai là làm sao để cho các bạn nhỏ lại yêu thích áo dài, và cái điều đặc biệt là các bạn nhỏ lại chọn những cái màu sắc như thế nào, yêu thích cái màu sắc nào và cái họa tiết trên đó như thế nào để cho các bạn cực kỳ thích. Con rất là vui khi được mặc những bộ đồ mới do chính tay cô Phương thiết kế, như là chiếc áo dài này. Áo dài của cô giữ được những cái nét truyền thống mà nó rất là nhiều hoa văn và chi tiết độc đáo. Con thấy những bộ áo dài và bộ năng động của cô Phương Hồ rất là tuyệt và đẹp nữa. Con mong rằng con sẽ luôn luôn được mặc những bộ của cô Phương Hồ. Pink Journey ra đời nó xuất phát từ những nhiều cái ước mơ. Ban đầu là đầu như là mình nghĩ về những cái trang phục khác ngoài áo dài để cho những có trang phục nó năng động. Sau thì mình lại nghĩ đến một mình muốn trên sân khấu thời trang lần đầu tiên có một cái câu chuyện giống như điện ảnh được kể trong một show diễn, chứ không đơn thuần là các bạn cứ đi ra trình diễn rồi là đi vào. Là mình cần một cái thông điệp, một câu chuyện để nó cuốn hút người xem từ những cái màn đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng. Và nữa là âm nhạc, vũ đạo kết hợp trong show diễn Pink Journey, nhiều thứ kết hợp với nhau nên nó tạo nên một cái hiệu ứng nhất định để cho khán giả xem họ sẽ say mê đến giây phút cuối cùng. Và Pink Journey làm một chuỗi show, và sau Pink Journey 1 ở Hồ Chí Minh sẽ là Pink Journey 2 ở Nghệ An và Pink Journey 3 ở thủ đô Hà Nội. Ngoài hai show Pink Journey tiếp nối thì vào ngày 19-20 tháng 10 là mình cùng với team Phương Ly, các model nhí sẽ tham gia show diễn Adu Runway. Đây là một show diễn thời trang ở đất nước Thái Lan. Ở đất nước Thái Lan thì với cái show diễn này thì
Phương Ly sẽ tham gia với hai bộ sưu tập đem cái hình ảnh quốc phục của Việt Nam qua bạn ở đất nước Thái Lan. Tháng 5 vừa rồi thì có hai đại diện của Việt Nam đã thi cái cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Nhí ở Georgia là Bella Vũ Huyền Diệu và bạn Đinh Ngọc Trang Lê ở Ninh Bình. Thì hai bạn đấy đã đem cái hình ảnh áo dài Phương Ly đến với cuộc thi này và được bạn bè thế giới rất là đón nhận. Và đặc biệt là bạn Đinh Ngọc Trang Lê với một thiết kế quốc phục đã đạt giải quốc phục đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Nhí. Cái điều đấy làm cho mình thật sự rất vui và hạnh phúc. Và mỗi khi mà các bạn lại phụ huynh chia sẻ là cô ơi cô làm cho cháu một chiếc áo để mà cháu đi thi thì mình lại dồn hết cả tâm huyết để mà mình làm. Và thật sự là mình rất là mong mỏi cái chiếc áo của mình sẽ giúp cho con có sự may mắn khi mà giành được chiến thắng ở những cuộc thi như thế. Cảnh vừa rồi cũng đã khép lại giải trí 24 giờ hôm nay. Mọi thông tin góp ý cũng như cộng tác cho chương trình mời các bạn gửi về địa chỉ giải trí 24giờ@tuổitre.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.